cứu sống bệnh nhân ung thư bị biến chứng thủng ruột ở Quảng Bình. Chuyên gia đầu ngành về ung bướu cùng ekip bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình vừa cứu sống thành công cho nữ bệnh nhân ung thư buồng trứng bị thủng ruột do biến chứng ngoại khoa. Ngày 23 tháng 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình cho biết, chuyên gia đầu ngành về ung bướu cùng ekip y bác sĩ bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân ung thư buồng trứng bị thủng ruột do biến chứng ngoại khoa. Bệnh nhân tên T, 54 tuổi, ở thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh. Trước đó, bệnh nhân bị ung thư buồng trứng giai đoạn 4 đã được phẫu thuật ở bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, sau 10 tháng bệnh tái phát, cách đây 3 tháng bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của Ba Đồng Hới với tình trạng bệnh rất nặng. Sau khi thăm khám, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đại Bình, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K đã không buông tay, quyết định mổ can thiệp lại để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân đã được mổ cắt bỏ những khối u còn sót lại, nạo vét hạch. Đồng thời ekip cùng hội chẩn với các chuyên gia về nội khoa, ung thư học và cho bệnh nhân dùng thuốc. Sau khi được điều trị, tình trạng bệnh tiến triển rất tốt, tất cả các chỉ số ung thư giảm gần hết, bệnh nhân ổn định sức khỏe, được xuất viện về nhà và định kỳ tới bệnh viện để thực hiện liệu trình điều trị ung thư. Mới đây, bệnh nhân đau bụng dữ dội, có biểu hiện sốc nhiễm trùng. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp phim, siêu âm và xác định có một lỗ thủng manh tràng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đại Bình đã đề nghị đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu, báo động đỏ toàn viện, vừa hồi sức bệnh nhân, vừa mổ xử lý thủng manh tràng, gỡ dính, tạo hậu môn nhân tạo, xúc rửa ổ bụng, đặt ống dẫn lưu, v.v. Sau hơn 3 giờ đồng hồ chạy đua với thời gian, ekip đã thực hiện thành công ca phẫu thuật, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.